tổng hợp những tình huống hài hước nhất khiến người xem không nhịn nổi cười. Chị gái tính làm gì đây? Ú trời đất ơi, thốn à ngang. Đã đẹp gái thì xin hãy bình thường giùm chị ơi. Tự làm u mông mình thì đúng chịu rồi. Sút bóng nè. Ôi trời ơi, không có vô. Đang đau khổ sau cái cú penalty thôi. Vậy là vô hay là chưa có vô gôn vậy ta? Tính là trôn cô bạn mà nào ngờ. Vậy ông đập lưng ông rồi đó chị gái ơi. Vừa dữ lắm. Tính là khiêu chiến với ai đây? Rảnh rỗi quá cho nên là đi khiêu khích người khác hả cơ hớ? Úi trời đất ơi, ăn dạ gì đâu mà miệng to vậy nhóc con. Đó, trả đồ về cái là nín liền. Còn ai mà lật mặt nhanh hơn những thanh niên không có răng này chứ? Chân ngắn thêm cái quả mọng năng quá cầu kiểu. Ủa ơi, là đi hay là lê mông vậy cốc ghi? Cái móc thì bé siêu, mà nhóc con chui được cả cái đầu qua mới hay chứ. Rồi, giờ thì dù sao cũng không có gỡ ra được. Vậy cứ để trên cổ như vậy cho nó xì tai đi. Khỏi cầu cứu nghe. Anh trai vừa mới nhấc cần câu lên thì rồi, hai nửa chia đôi luôn. Cái chuyến đi câu này là xót xa làm sao. Chị đại nhí trong nhà đang ngồi dắt dẻo xem tivi thì bất ngờ. Ú trời ơi, động đất rồi. Lát cả người hen. Lên đây thực hiện phạt đi nào. Anh trai mới chống đẩy một cái thì ú trời, rụng cả cái trần nhà. Bộ tính ám sát cô giáo hay gì vậy anh trai? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ôi trời, nhà sạch trơn quá cũng khổ quá ha. Suýt nữa thì anh chồng được vé vô viện chấn thương chỉnh hình rồi. Anh trai đang mãi chém gió thì thanh niên lo mà đứng lên dội chứ không thối hả? Đội quần với lũ bạn mất đó. TV đang trục trặc thì làm gì đây? Trời, một thìa là xong liền. Sửa chữa đỉnh cao thực sự nghe. Anh trai đang trang bị kỹ càng để lật lụa anh mà ai dè. Ôi thôi, nước chảy lên lá kìa. Quá buồn cho anh trai. Khi bạn gái gặp cái gì cũng đòi chụp choẹt á thì rồi xong không? Cho cửa hó nó kiếm miếng, hai đứa cái nhịn luôn. Một cú đá trúng hai thằng bạn kiểu. Trời ơi, anh trai ăn gì mà thâm dữ vậy? Trôn ác nha. Trông thì rõ là duyên dáng mà cái nết ăn thì. Trời ơi, cái miệng chị là đúng là chuẩn ăn thủng nồi trâu dế luôn á. Chịu nghe. Cái quả chảo từ thời của cha ông để lại kìa. Rụng cán luôn kìa. Nấu nướng gì nữa trời. Đây đây, đừng có để phụ nữ bê đồ là đây. Ôi trời ơi, đổ bể trơn trọi rồi. Hí hửng bê cái kiệt tác ra trưng bày và cái kết. Ôi hỏng, giờ thì ngậm ngùi nhìn nhau thôi à. Hai ba lên. Rồi xong. Rất cái đùng. Mới làm việc đã phải nghỉ rồi. Sướng nhất anh trai nha. Bể cá ơi, bể cá hỡi. Giao trọng trách cao cả cho cậu con trai cương và cái kết. Ôi thôi, khỏi sinh nhật hay là thổi nến gì nữa hết. Bánh nằm yên vị trên thảm rồi. Chị gái vừa mới đứng dậy thì ê, sập bàn. Mới uống còn chục chai thôi à. Phê rồi. Bé con tính là vô đá cùng ông anh cơ mà. No, mời đi nhà nhóc con. Ô là trời, anh trai tập ác dữ. Quy lực quá trời quá đất hà.
rẽ ngang. Chị gái vừa mới đóng cửa kính thì thôi xong, rụng rơi lả tả, quay đầu xe đỉnh của chóp nhưng vậy là chịu rồi. Chị gái một đường lao qua vũng nước và cái kết sắp bị mặt luôn. Trời ơi, tưởng lái lụa thế nào, nhỡm cả người. Ai dè, tắm mát nghe. Chứ bạn lỡ để con tự cho một mình và cái cớp. Ta ta, coi cái bộ quần áo mới mua mà giờ nó thành cháo lòng luôn rồi nè. Mắc cái gì mà mang cả đất ra mà nghịch vậy chứ. Coi bộ cái mặt thằng bé đen xì luôn ha. Chuyện này là tới công chuyện luôn nha. Hình như là mày làm con trai tao hơi lâu rồi đó. Cái trò này vui mà, đợi con chơi nốt nha mẹ. Vịt nướng thơm ngon đây rồi. Mời bạn ăn nha. Tôi đây không có chờ bạn nữa đâu. Có phải ăn liền mới được. Trời ơi, trúng cái món tủ một cái là ăn lấy ăn để luôn ha. Thấy mẹ đưa con vịt một cái là ngoan liền nè. Vẫn là ăn hết con vịt này nghe không. Lát là không có phần đâu á. Chiếc bò rong chơi và cái kết. Trời ơi bà. Bò vàng đang bị mắc đầu ở cái cây, có vẻ là đang kêu cứu với người bạn ở đằng xa mà không có thấy bạn bò hồi đáp. Ủa vị huynh đài ơi, có nhìn thấy tại hạ không ạ? Chiếc bò ở đằng xa thì có vẻ là hoảng hốt lắm mà chả thấy giúp đỡ bạn gì hết trơn. Rồi sau cái chuyến này thì tình nghĩa anh em chắc có bền lâu ha. Phen này hả, bà chủ sẽ cho mấy roi thôi. Ai biểu suốt ngày tranh ăn với tôi, giờ thì mập thay ra đó, không có ai cứu được đâu bạn yêu. Các bạn đang dỗi người yêu mà vẫn phải đèo nhau. Rồi chừng nào mới tính xin lỗi bà vợ? Không có xin lỗi á, làm gì được nhau hả? Trời đất ơi, hai cái người này đúng là 1 9 1 10, không có ai chịu nhường ai luôn hết trời. Coi cái bà áo đen khoanh tay là biết giỏi cỡ nào rồi ha. Ráng mà nhường nhịn nhau nha hai ông bà ơi. Các bạn được dùng điện thoại của bố kiểu. U là trời, coi thằng nhỏ bắt chéo cái chân rồi bấm điện thoại luôn ha. Mặt này là đích thị học từ ba nó chứ còn ai vô đây nữa. Đúng là con hơn cha là nhà có phúc đó nha. Ba thằng nhỏ chắc là tự hào lắm mà ngang. Ừ cha, cái nết bấm điện thoại y chang ba, không có sai vô đâu được á. Chị gái đang phi xuống dưới bãi biển và cái kết. Coi coi, bà chị dấp cái chân, vậy là ốp nguyên cái người xuống bãi cát luôn rồi. Quê quá trời ơi. Mà may cho bà chị là không có ai để ý đó nha. Cái bộ đi biển mà cũng lời dữ ta. Vô được con ốp to quá trời to luôn kìa. Khi bạn vừa sinh ra là biết bố mẹ mình là tỷ phú kiểu. Ok, nhìn có quý sà tộc không cơ chứ. Thần thái cứ phải gọi là ngút ngàn luôn nha. Người đâu, mau ra rót trà cho anh đi nào. Không nói là không có biết đường tự giác làm gì hết trơn á. Mới mua xe nhưng mà đam mê cho xe đi bảo hành thì chà, quẹo một cú là thay vỏ mới xe liền. Hả? Ê, một lần là qua luôn hen. Chà, ghê dữ. Chứng tỏ là đi quen rồi nè. Kêu lão luyện, chuyên chui khe đi chơi đấy mà. Đi theo mẹ về nhà nhanh lên. Cái thằng nhỏ này, mới kêu nó là nhớ đi đứng cẩn thận. Chị mới quay ra làm con xíu thôi, mẹ còn nó đã úp mặt vô đồng ruộng rồi. Về nhà với cái bộ dạng từ đầu đến chân toàn là mùi bùn thôi à, anh ngòm luôn. Thằng nhỏ thấy bận quá thì cứ vừa đi rồi vừa khóc, chắc ám ảnh đến già luôn ha. Cái tội không nghe lời người lớn cho nên bị như vậy là cho nhớ lắm.
Mình ơi, chia nhau miếng mì nè. Suốt ngày ba mẹ cứ tình cụm trước mặt con không à. Chán quá đi. Mèo nhỏ cầm kéo cắt phục cái sợi mì tình thương mến thương luôn. Ai biểu có dăm ba bữa là anh chị cứ chim chuột trước mặt trẻ nhỏ làm chi. Bị con nó kỳ thị cũng phải thôi à. Đáng cái đời ha. Bà không có chịu chơi với con gì hết. Tuổi thân tính là hờn dỗi mà không có được để ý, đành nghĩ ra cái trò cho mấy con bọ này chơi vô cái ống quần anh ba. Ơi, lúc anh chồng phát hiện là con gián giả, ổng sợ nghẹt toàn cả nhà luôn. Ai rồi cũng sợ bạn tiểu cường thôi à. Còn các bạn có sợ gián không ạ? Hãy kể về kỷ niệm nhớ đời với con vật này ở bên dưới cho kênh chúng mình biết nha. Đây là một cảnh lãng mạn hết sức của bà vợ dành cho chồng của bà. Xin vĩnh biệt. Chà, coi bà vợ bà ác chưa kìa trời. Cuốn thịt mà cho quá trời ớt là ớt luôn. Ông chồng chắc là hí hửng được bón tận miệng cũng thích lắm mà ngang. Nhưng mà nào có ngờ được là bên trong toàn là ớt không hà. Rồi xong, các cụ gánh còng lưng cũng không có gánh được cái pha này rồi. Ủa em, cái vị thịt hôm nay có gì lạ lạ nha. U chào, cay quá trời đất rồi. Kiếp này là bỏ thật rồi. Mặt ông chồng cam chịu luôn á. Ai biểu nuốt nhanh quá làm chi. Khi mà mẹ đang nấu cơm và để cho ông chồng trông con kiểu coi chị quý vị ơi, ông bố tiện lợi quá hen. Dùng luôn chân của con gái cưng để mà lướt tóp tóp. Mà mặt nhỏ kiểu hoang mang hết sức luôn á trời. Thì ra là chân con gái cưng còn có thêm tác dụng này ha. Ba hả, mà xem các chị xinh đẹp hay là con mát mẹ ngay luôn á nha. Phần giải đố của câu hỏi tuần này, nếu mà con đoán đúng là mẹ sẽ thưởng hoa quả cho con nghe. Oscar ơi, game là dễ, chơi luôn. Có bộ tự tin dữ ha bay. Quả này là nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Mắc cái gì mà bả đưa luôn cả cái chân của bé gái lên cho đoán luôn trời. Không có cái mùi mà lem như thế này hả? Chắc chắn là quả chú rồi mẹ. Bả nhanh như cắt đặt bé gái xuống luôn. Chắc chắn là không có biết chuyện gì vừa mới xảy ra đâu ha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh Trung Tính Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nha. Xin chào. Cho bạn miếng táo nữa đi con. Dạ, có liền. Xong ngân dài rồi nha. Ơi, mẹ con thành động với nhau bỏ phụ tạc vô miếng táo kìa. Ôi trời, bọc ăn xong mà sốc đến tận ốc luôn. Nó nhổm cả vậy. Tà nôi, nó thốn. Cai còn ghê cả người nữa. Trời ăn vậy chắc sao ổng ăn gì cũng phòng trừ đây. Nhớ đâu bỏ thêm cái vị nào là nhớ tới già nha. Nhà có thằng con trai tốt bụng thật. Còn gì nữa đâu mà không với chồng. Coi kìa coi kìa. Nào là thẻ tín dụng, điện thoại, iPad, đồ ha. Thanh niên ta nói cho vô chậu nước hết trơn trời luôn. Con thấy nó bụi quá má mày, nên là con mang rửa cho sạch á. Mẹ thấy con có giỏi không? Trời ơi là trời. Như vậy thì còn cái nịt rồi hả chị? Bà mẹ vớt đồ lên trong sự bất lực luôn rồi. Trời ơi, thôi đi tâm chục cũ rồi con ơi. Còn với chả cái, chắc nhốt mày trong phòng thì tao mới bớt tiền được quá. Anh ơi, em thấy có cá cắn câu rồi nè. Chắc con này to à ngang. Nói rồi bà kéo lên cái làm cả hai người hú hồn, co giò bỏ chạy luôn. Ôi thì nào có cá não đâu. Bà câu lên toàn là rắn rết không à, chứ làm gì có con cá nào rồi. Bữa nay là đi luôn cái món cá hấp xì dầu rồi, chứ còn câu gì nữa. Có ai đi câu mà gặp trường hợp như video này chưa nào? Hãy comment phía dưới nha. Bà chị Lu Trang lấy tay tạo hình trái tim đi xuống thang máy và cái kết.
Ủa, chứ bộ hai ông bị ế bằng thực lực hay gì vậy nè? Ông anh áo đen nhanh cái tay đưa bà điếu thuốc. Ông áo kẻ luôn tay vô túi quần lấy bật lửa. Bà chuyện quay lại kiểu hai cái cho này bị khủng hay gì vậy trời? Đúng là không có bắt kịp xu hướng tấp tấp gì trơn trời á. Bà Trụy lạc lối té trượt xuống dốc. Còn gì nữa đâu mà khóc với trời. Má ơi, cứu, cứu. Sao tự nhiên chui vô đây vậy nè? Má biểu bà không có nhìn chơi. Đó đâu phải là cái cần trượt đâu trời. Đúng là cô bé vàng trong làng nghịch dại luôn á. Sao nhiều đồ quá vậy? Cầm không có hết em ơi. Chuyện nhỏ, để em giải quyết cho. Alo, chị câu vậy mà làm được hả? Alo em chồng, bao nhiêu là hộp một tay anh nghĩ hết. Ai còn lại cố định quan gánh chở hai gà. Không có quả chứ thường giữ ổng ngồi nguyên cái vị trí luôn. Nghĩ nó chán thiệt chứ. Bị vợ câu như là cái bọc đồ, cạn ngôn. Chứ bạn để con tự cho một mình và cái kết. Trời ơi bà, tóc trời đất ơi, con tôi, con đang làm gì vậy hả con? Quý vị coi, cái quả đầu nhỏ dính tèm lem bát nhà hết luôn. Còn cái quả sàn nhà trông có khá cả ổ lợn là mấy không trời. Ông ba kiểu. Ủa trời, vừa đi vô lấy cái hộp mà quay ra con trai tôi nó bày như cái bãi chiến trường vậy đó. Rồi ha, cái nhà mà không có dọn kịp về là tới công chuyện với chị vợ à nghe. Ba ơi, cho con mượn điện thoại coi tóp tóp một xíu nha. Trời ơi bà, tóp ok là, và cái kết. Trời, nhóc con quay hay là đập điện thoại vậy? Ông bố quản cái hốt giật lại liền cái điện thoại. Trời đất ơi, con với chả cái, chắc ký cái đầu nó quá à. Mai học có phải là cái của mình, của ba mà. Nhỏ con mà cũng khôn lỗi thế ghê à. Alo, em ở đây mà anh sai. Anh đang dắt không khí hả? Chà, bé cuốn ngoan dễ sợ không? Bình thường như mấy em khác, tưởng như là chạy tung tăng rồi, bỏ chủ ở một chỗ. Nhưng mà bé cuốn không có làm vậy đâu nha. Lẻo đa lẻo đẻo thì sao thôi à. Anh sai mà không có để ý hả? Có người bế mất cũng không có biết là toan lắm ấy nha. Anh chồng hì hục quét sân thì bớt cái ngờ. Gì đây? Cái dòng cổ của tôi mà ông cũng dám quét nữa hả? Muốn bán làm quỷ đen hay gì? Ông biết tay tôi nghe chưa? Vâng, chúc mừng anh sai nha. Anh đã được vé no đòn giữa cái nóc nhà rồi. Tuyệt vời quá đi. Chắc là nhiều ông chồng cùng cảnh ngộ như anh sai này ha. Kẻ nhỏ cho trung tính hai biết vé nha. Quỷ mèo lớn rồi mà cái nết ăn uống sữa cũng lạ lắm nha. Ngon, ngon, giấm mây, ngon dữ trời. Uống cái kiểu này vẫn là ngon nhất luôn. Người ta uống bằng chén, còn quỷ này thì vẫn uống bằng bình luôn. Mà lại vừa tu mà vừa dắt chân lên giữ cái bình mới ác chứ. Đứng bằng như ông tướng vậy á, hơi bị rén rồi nha. Thằng nào mà đụng vô lúc nó đang ăn thì coi chừng, xác định nha. Đánh đá như vậy thì chủ cũng bó tay rồi. Khi bạn đã đủ giáp chiến thì ông đã là gì nào? Nhảy, nhảy đi. Ông anh điếc không có sợ súng, chọc thủng luôn cái tổ ông. Ông còn nhảy tung tăng với ông nữa kìa. Quá ra là ông mặc áo bảo vệ che chắn kỹ càng rồi. Bởi hôm sau nay gan lì dữ dám đùa tổ ông luôn. Cơ mà không có áo thì chắc gì đã vậy ha. Có khi hả, ổng chạy té khói rồi. Đúng là với trẻ em thì sáng tạo là không giới hạn. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này cả. Gián nghịch ở đài phun nước. Cô cậu này chỉ cần đứng im là nước sẽ tự nhảy vô mồm đúng cái nghĩa đen. Tôi năm nay 70 tuổi rồi mà tôi chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào mà nó tếu như vậy luôn á quý vị.
nhảy cùng chị không nào? Nhảy, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Tăng, tăng. Bảo có một nhóc còn chưa có biết đi mà thiêu dũ như con nhóc thì chịu thiệt nha. Thanh niên tí chị cứ ngồi mà nhảy không thôi à, chứ tập tành gì trời. Theo mà lúc bé ra, tụi em quậy cho tung nhà thúng cửa chờ đó là chị gái chồng được ha. Ồ, đây chính là cái món quà mà bao chị em mơ ước đây sao ta. Ông bố này đúng là một người chồng tâm lý nha. Tôi muốn lan tỏa cái năng lượng này cho tất cả mọi người. Ai FA mà lỡ như mà coi tới khúc này rồi thì cũng đừng có buồn nha. À, rồi cũng có người yêu thôi à. Còn bao giờ thì tôi đâu có biết đâu. Cũng là màn tặng quà vợ nhưng phiên bản không có kinh phí. Ổng cầm cái bông hoa mà nó bé còn hơn là cái ngón cái ổng nữa trời. Chị vợ kiều, thôi thì tấm lòng là chính. Hoa thì bé, nhưng mà mỗi tháng vẫn đưa lương đều đều là được rồi. Chuyện gái hăng say tập luyện bóng rổ theo lý thuyết và cái kết. Ôi, cái đầu tao luôn rồi. Sao mày bảo là tập đúng như thầy dạy là ok mà. Trời vợ sao, đau muốn chết luôn nè. Chuyên gái hí hửng nhảy trên sàn để đập bóng vô rổ. Thế quái nào mà đập vô cái thành bản trúng bóc vô cái đầu bả luôn. Ui lạ trời, ui lạ trời. Thố nha chị đẹp, đúng là thực hành và lý thuyết luôn khác nhau ha quý vị. Quý vị có thấy người vậy không nào? Có làm thì mới có ăn, rổ chứ hai đứa. Dạy nhớ như anh luôn. Ý, rồi anh ba lớn sáng dậy không có cầm đồ gì, lại cho hai nhóc con tự mình tay xách miệng mang vậy. Hai tay trễ nghệ rồi, hết cái cầm thì mình ngậm mồm túi vậy. Trong hai cô nàng không có khác gì là cái móc treo đồ, lủng la lủng lẳng. Hết cách với anh ba luôn á. Lười thì nói luôn, còn bày đặt nữa. Chịu chết á. Nóng quá mà phải mặc cái bộ đồ gấu bông thì. Trời ơi, ngột ngạt quá à. Cởi ràng tí thử coi chứ. Ố là la. Thân hình đẹp nha chị gái. Biểu sao mấy ông anh đi qua cứ nghĩa chị hoài luôn. Thôi, mặc lên nhanh chứ không mà quản lý thấy thì chết luôn á. Nhỡ đâu cho mấy con gấu bông là chị đẹp thì sao ta. Lần sau á, nên để ý nhiều nghe mấy anh trai ơi. Ủa, sao mà dáng ông đi hay quá vậy? Trời ơi, cháu chứ chả chắc. Ông già rồi, yếu thì phải đi lâm thâm như vậy chứ. Hai bé lại cứ tưởng là tư thế kiểu mới người lớn chưa có đi bao giờ. Cứ gọi là thích thú bắt chướng thôi. Sao lại thành còng lưng thì dở lắm nghe. Lúc đó đổ tiền mà chữa thì chết cả nút. Ba mẹ bước vào phòng thì thấy bố con đang ngủ trưa kìa. Hả? Ê, dậy mau cái ông kìa. Đè lên con dậy rồi mà vẫn ngủ được ngon vậy trời. Ông bố vẫn còn nũng nịu ngái ngủ gạt cái tay vợ ra. Hóa ra cô con gái rượu chỉ là cái gối đầu của ổng thôi quý vị ơi. Coi chịu nổi không chứ. Chị gái đang bon bon tiến vào làng thì bớt cái ngờ. Là con mà ba. Ba làm gì mà thấy sợ quá vậy? Hả hốt cả hền. Ông bố giơ cái cuốc lên mà muốn thầm cả tim luôn á. Thì mày hét quá làm ba cũng giật mình chứ làm sao. Đúng là không có đi đâu được cái giọng của mày. Thôi thì lần sau chú bớt dọa ai đi hen. Người mà đòi cản được xe. Làm được chắc chú làm Superman rồi ha. Chị gái đang chậm rãi tiến lại chỗ của chồng á thì. Đâu ra chua vậy anh sai? Hậu nướng ra để chú rể thơm tráng luôn. Có gì hả anh? Làm cả cô dâu và chú rể cười nghiêng cười nhã luôn rồi. Đã cưới quá hay là nôn có người yêu quá mà quậy đám cưới người ta vậy anh ơi? Tịnh tâm, không có khẩu nghẹp. Ông bố kiểu...
Ô là trời, nay mày đặt tịnh với trả tâm ha. Nhóc, bớt giùm ba ngàn. Ba thấy mày giả trân quá rồi đó. Ô trời, đang nhóc lần cái tràng hạt, mồm thì lẩm nhẩm cái gì thì ai cũng chịu nha. Cứ mà bé xíu xìu xiu bày đặt tâm hứng Phật là thấy sai sai rồi ngàn. Người lớn tịnh tâm còn khó, huống chi là bé nữa. Đồ cái mặt khó ưa với ba vậy kêu tịnh tâm, ảo thiệt chứ. Trời đất ơi, cái phòng hay là cái nhà kho đây trời. Nhìn bà vợ dọn dẹp bà choáng luôn á. Tự hỏi sao mà chị có thể ngủ trong cái căn phòng như này thì đến bó toàn tập nha chị. Ở sạch như vậy chắc chồng chị cưng chị lắm ha. Anh Sai háo hức đi hẹn hò với gái, vừa bước ra khỏi nhà thì bất cái ngờ. Dâu dâu da, bóp phanh rồi mà sao không có dừng lại được vậy nè. Ông đưa một theo đà lao thẳng về phía trước và quỳ gục trước mặt người đi đường luôn. Đúng là xui cà na nha. Hai bạn nhỏ đang bóc mít á thì ba nhỏ này ăn gian quá đi nha. Thấy bóc được nhiều nhiều cái là tính ôm của chạy lấy người luôn ta. Và cái kết may quá trời luôn, có anh trai đứng ra can ngăn, phân chia lại công bằng luôn nha. Mày không có được đâu em gái ơi, tu bi không tình yêu. Quỷ bò tính lè lưỡi thọc nách quỷ chó chơi. Và cái kết ủa hết hồn bà nội, đùa mà căng dữ bà. Quỷ chó quay người hét vô mặt làm ta cũng biết tổn thương chứ bộ. Trời, làm thân mà cũng không có được nữa. Sao ai mà thèm chơi chứ, đúng chảnh chó luôn ha. Đang đèo nhau án thi bất cái ngơ. Ô là trời, ba chỉ để thòng lỏng cái chân váy vậy rồi rớt mất cái dép. Giờ là tốn công quay lại lấy nữa nè. Trời ơi, nóng dữ, muốn bỏng hết cái chân tôi rồi. Xù ghê á, giữa trưa 12 giờ thì chả là nóng muốn bỏng như vậy chứ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh Trung Tính Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nha. Xin chào. Chống cái sàn cái cài. Ủa, hơi kênh xe má ơi, cứu. Và cái kết. Trời ơi bà, tắt tới công chuyện luôn nha. Tự nhiên ổng chống cái xe máy một cái hả? Chiếc đệm sau quá nặng là bên cả xe lên luôn. Làm quả xe giật vô trọng cái bắt đầu, xong lại còn quay thêm vòng nữa mới chịu. Tội cho anh Sai, đúng là phận chở hàng 12 bến nước. Khi bạn là gối ôm cho cả nhà thì vậy cái kiểu gì đây? Cả ba mẹ con đều ôm mình chặt như vậy mà. Ôm đâu thì cắt đó. Ý kiến hay nè. Ông anh này chơi cái chiêu độc à nha. Cái áo có một xíu mà ông cắt tùm lum luôn. Cái cách này đúng là hay đáo để đó. Cơ mà ngày nào cũng vậy, chắc ông anh có cái mốt áo lũng nè. Ông hai, ông làm cái gì vậy? Ông chơi cái trò tay ai bé hơn không? Cái thằng nhóc quỷ này, không có thấy ông mày hả? Tay to mãi chưa có nhấc ra hả? Thằng cháu kiểu ai bẻo tay ông mấp quá chay. Hôm qua ông còn gặm nửa con gà nữa mà. Hôm nay ông không có rút tay ra được khỏi cái thành ghế. Ông cụ không có biết là nên khóc hay là nên cười đây. Chứ tôi thấy cái đà này không có dùng xà phòng là ổng không có nhấc tay lên đâu được á ha. Chứ tôi thấy cái đà này không có dùng xà phòng là ông không có nhấc cái tay lên được đâu á nha. Siêu trộm là đây. Cái năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Ba cụ tưởng như đang đứng thống thiện cơ mà, bàn tay nó cũng lạ ghê nha. Trời ơi,
xíu là bả nhúc cái là đi tông gần cái chục cái xúc xích luôn rồi. Rất tỉnh và lanh lẹ nha. Anh nghe như vậy thì cụ tổ phù hộ bà dữ lắm mà nghe. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh Trung Tính Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nha. Xin chào. Có chú ơi, nghe nói là đắp mặt nạ bằng sữa chua thì da sẽ mịn màng như mấy chị đẹp Hàn Quốc đúng không? Hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này. Hôm nay con sẽ hướng dẫn cô chú cách đắp mặt nạ sữa chua nha. Bây giờ chúng ta lấy thìa chét lên mặt nè, xoa đều cho đến khi nào mà mặt trắng bóc thì thôi. Nhưng mà nếu thèm quá thì cũng có thể là múc một thìa để ăn luôn đó nha. Đắng lòng cho anh sai này phải đi cà nhắc vì gãy mất cái chân trái rồi. Chủ thì đau chân, còn cậu vàng thì kiểu. Trời đất ơi, đi bằng 4 chân mệt quá à. Lâu lâu thử đi bằng 3 chân thử coi làm sao ha. Coi cái dáng nó cà khịa chủ nó kìa trời. Ta nói chó này lông nó vàng nhưng mà nách nó thâm đó bầy. Khi vợ đi vắng, còn ông chồng thì ở nhà trông con và cái kết. Rồi tôi không có biết là ai phải coi ai luôn á trời. Papa ơi, vậy phải sửa cho con ơi, con đói lắm rồi. Ôi kìa, thằng bé làm đủ mọi cách để ổng dậy, nhưng mà ổng vẫn nằm ngủ khò khò con ơ luôn. Ông bố mở cửa phòng tắm và cái kết. Còn gì nữa đâu mà không với chồng. Hai daddy, con rửa đồ cho ba nè. Thấy dơ quá nên con chà qua luôn. Ba thấy con giỏi à. Ông bố đứng nhìn. Trời ơi, nào là laptop, hai cái điện thoại ngập úng trong nước luôn. Trời ơi, thôi nhét nó lại vô bụng mẹ rèn cái nết được không trời. Chứ mà cứ cái đà này là nhà sạc nghiệp luôn á. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh Trung Tính Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nha. Xin chào.